15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được an toàn trong thời kỳ bình thường mới, là mục tiêu của các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính. Ở giai đoạn phục hồi của nền kinh tế, ngày quyền của người tiêu dùng năm nay càng mang ý nghĩa quan trọng. Đặt mua một chiếc ghế qua fanpage có tên Thoang với giá hơn 5 triệu đồng. Chị Ngọc Ninh được giới thiệu là có nhiều chức năng massage, nhiều vị trí cùng lúc. Tuy nhiên khi nhận hàng và sản phẩm không đúng như quảng cáo, chị Ninh gọi điện phản hồi nhưng nhân viên lại trả lời mập mờ và sau đó từ chối các cuộc gọi và tin nhắn từ chị. Vì dịch giã với cả không thuận lợi cho việc đi lại cho nên người ta bắt buộc phải mua online thôi. Nhưng mà doanh nghiệp làm ăn như thế thì rất là chộp giật. Ngại va chạm, giá trị sản phẩm không cao, không đủ chứng cứ là những rào cản khiến người tiêu dùng gặp thiệt thòi khi mua sắm trên môi trường mạng. Mình có biết đến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng mà mình khi mà gặp sự cố ấy, thường mình sẽ có xu hướng là tặc lưỡi cho qua. Vì thứ nhất là mình ngại, thứ hai là mình cũng sẽ rút kinh nghiệm, những lần sau mình cũng sẽ không mua những chỗ như vậy nữa. Cũng rất là mong là các cái cơ quan truyền thông báo chí truyền thông ra để cho người dân biết là khi mà gặp những cái vấn đề đấy thì chúng tôi sẽ phải gặp ai để giải quyết cái sự việc đấy và ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi. Người tiêu dùng thiệt một thì doanh nghiệp thiệt hại gấp nhiều lần vì tình trạng hàng gian hàng giả. Như doanh nghiệp này phải đầu tư nhiều kinh phí để tạo ra một sản phẩm chất lượng. Thế nhưng, suốt thời gian qua, doanh nghiệp phải chật vật cạnh tranh với những mẫu hàng nhái, hàng giả cùng thương hiệu, nhưng giá thành chỉ bằng một nửa. Thì cái đối tượng làm giả đó, họ sẽ đóng vào một cái thương hiệu mà nổi tiếng như Nón Sơn để mục đích họ sản xuất ra những cái nhãn hiệu giả Nón Sơn để thu về các cái lợi nhuận siêu khủng. Rất mong muốn là các cái cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ ban bố ra các cái chế tài, các cái nghị định xử lý nặng hơn nữa đối với cái vấn đề mà xâm phạm quyền, hàng giả, hàng nhái. Cái ngày bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nó rất là ý nghĩa, không chỉ về cái việc chúng ta xác định toàn bộ thể chế của đất nước nhận thức về vấn đề này một cách nghiêm túc. Ngày 15 tháng 3 nó cũng giúp cho doanh nghiệp có nhận thức đúng để khẳng định các sản phẩm của mình phải thân thiện và hướng đến phục vụ người tiêu dùng. Và đặc biệt là người tiêu dùng thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong vấn đề tiêu dùng hàng hóa một cách thông minh và an toàn. Rõ ràng, khi các quy định pháp luật đã có, thì đã đến lúc doanh nghiệp, người tiêu dùng cần mạnh mẽ hơn nữa trong việc lên tiếng vì quyền lợi của chính mình. Để từ đó, công tác kiểm tra, chế tài với hành vi gian lận thương mại thực sự có tính hiệu quả, răn đe.